Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Block Root nha mọi người. Thì sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với series đỏ nít vụ của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ thì bước qua C3 nha mọi người. Thì cái nhiệm vụ này chắc là có thể là nhiều bạn biết rồi, và những bạn nào mới vừa qua C2 thì người ta sẽ chưa biết. Thì cái clip này nói chung mình sẽ dành cho những bạn nào chúng ta gọi là chưa có được qua C3. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người và cùng nhau bước qua C3 ở cái đích phụ này luôn nhé mọi người. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ quay một cái trái ác quỷ kia đã. Mình không biết là xíu nữa mình vô mình có đánh lại cái ông, hình như là ông đó, hình như ông đó giống là Rip Inra vậy. Đúng rồi, có nhân vật tên là Rip Inra. Rồi mình sẽ quay một trái quỷ nhé. Trái lửa chùa. Trái lửa chùa này hình như mình có rồi. Trái lửa chùa này mình có rồi mọi người ạ. À, mình chưa có luôn. Rồi, điều kiện để chúng ta qua được C3 là gì? Chúng ta phải đạt được đẳng cấp 1.500 nha mọi người. Được, mà nói chung thì được 1.500 thì mình nghĩ chắc là sẽ qua được thôi, cũng không cần gì nhiều đâu. Khi mà chúng ta đạt đến đẳng cấp 1.500 thì mọi người sẽ tiến tới cái chỗ cái đảo đấu trường giúp mình nhé. Thì để qua được C3 thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nó cũng không có rườm rà hay là ngoằn ngoèo gì đâu mọi người ạ. Đây. Thì đương nhiên nếu mà mọi người đạt tới đẳng cấp này rồi thì và có được tộc tộc V3 giống mình, nếu mà mấy bạn coi một chuỗi series về các phụ của mình á thì mọi người sẽ có được tộc V2, tộc V3. Thì khi mà mọi người có được tộc V2 và tộc V3 thì mọi người phải làm nhiệm vụ để mở cái cánh cái trong cái chuỗi nhiệm vụ của thằng Bartolomeo á. Thì mọi người đã mở được cái này rồi thì xuống xuống này thì chúng ta chỉ gặp ông này thôi. Đó, gặp ông King Redhead nè. King Redhead này là cái một cái ở bên kia, là nó một cái kiểu dạng như là sao ta, King Redhead này thôi mà chỗ này nó kiểu nó cái bắt ra nó xấu quá, mình không chụp nha mọi người, mình tính chụp hình thôi, mình cứ chụp hình ông King Redhead lại đi ha, có gì tí nữa chúng ta làm cái thumbnail chơi cho nó đẹp. Được rồi, thì đến đây thì mọi người chỉ cần nói chuyện với ổng là được rồi đó. Nhiệm vụ qua C3 thật sự rất là đơn giản mọi người, nói chuyện nhộng đó, tôi buồn cái gì đó, nhưng mà tôi buồn rồi xong rồi lại quýnh dịch thì dịch nó luôn đi. Để update này là ở update 15, tính ra là update 15 là chúng ta đã qua được C3, bây giờ là update 17/3 rồi, 15, 16, 17, 17.1, 17.2, 17.3, đó, gì đâu, 17, 17.2, 17.3, thì mọi người tính là bao nhiêu update rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh đây, chúng ta sẽ đánh Rip Inra nha mọi người. Mình nghĩ là mình solo được, để mình thử có mình solo nổi không. Nếu mà solo không nổi thì mình sẽ gọi người thôi. Nếu mà solo không nổi thì mình sẽ gọi người nha mọi người. À, ổng cũng cầm một cây Yoru ấy, cũng khá là khó nhằn. Ồ, nhưng mà hình như là ổng chỉ đánh thường thôi. À, vẫn xài chiêu kìa. Ơi. King Redhead. Vậy là được rồi mọi người ạ. Wow, coi phim mọi người ạ. Nhưng mà mình sẽ tắt cái nhạc này ha, mình sợ nó sẽ dính bản quyền. Đấy. Tốt nhất là chúng ta tắt cái nhạc đó đi. Biết đâu được nó lại dính bản quyền. Coi phim mọi người ạ. Lâu lắm là kiểu lóc rút nó mới có cái vụ mà phim này mà ai qua C3 rồi họ sẽ biết thôi. Một người cầm Yoru trắng, một người cầm Yoru đen. Ờ kìa, dăng cái Yoru rồi. Thấy hỏng rồi. Hình như lúc này là... Ồ, đứng vậy. À, cái vụ King Redhead này ở bên C3 là có cái đầu không á, là do bị chặt hả ta? Không, nó bế, ông này bế đi thôi à. Mình tưởng là cái vụ King Redhead, tí nữa mình qua bên đó mình cho mọi người coi King Redhead nha. À, tin nhắn của người Redhead. Mình sẽ mở lại tiếng game nha mọi người, tại vì lúc nãy nó có nhạc, mình không biết nhạc nó có bản quyền hay là không, nên mình tắt nó đi. Tôi đã bị giam giữ bởi Rip Inra tại biển thứ ba, tôi cần bạn giải thoát tôi càng sớm càng tốt. King Redhead. Đó. Nói chuyện. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua C3 nhé mọi người. Như vậy là chúng ta đã qua được C3 đó.
Trời ơi, coi à, lâu kiểu như lúc rút nó cũng có làm phim rồi cái thứ ha. Đây, cái King Red Hat đó, C3 là nó nằm ở cái pháo đài trên biển á mọi người. Mà chúng ta, nay chúng ta đang có vài thông tin về up tập V4 á, như là cũng có liên quan tới cái đó đó. Đây, mình sẽ về mình cho mọi người xem nhé. Qua biển ma thôi mọi người ơi. Bước đến một vùng đất mới. Mọi người có muốn mình làm tiếp cái series farm full cấp hay không? Nếu các bạn thích thì mình cũng có thể làm tiếp cái series full cấp 2004 cho mọi người xem. À, cái farm nó cũng rất là đơn giản thôi. Không có gì gọi là khó khăn hết mọi người ạ. À. Đây, ở bên đây thì có khang nó đang treo bên này nè. Rồi mình giờ mình lại cái chỗ mà kia rết hết cho mọi người xem luôn. Không biết là bên đây có con boss nào không cho mình vô mình đánh vài con boss chơi luôn. Đó, hoàn thành một cái nhiệm vụ mới luôn nè mọi người thấy không? Bây giờ nó không có cho mình tele về cái pháo đài trên biển đó ha. Lúc mà mọi người vừa bước chân qua C3 là mọi người có thể bấm tele về trên trên gọi là mình nghĩ chắc là có boss á, mình quay lại mình đánh con boss luôn ha. Không biết là một cấp đẳng cấp 1500 thì mình có nhận được con boss ở đây không. Mình đánh con boss. Ôi có nhà máy luôn kìa, có nhà máy luôn, có nhà máy luôn. Không biết là khe nó có nhường mình cái nhà máy không nữa. Để giờ bây giờ mình đánh thử cái nhà máy nha. Trời ơi, bởi vì qua C3 có hải tặc trên biển cho mình đánh luôn. Thì cái đây là một cái gọi là một cái chuỗi series. Thì cuối cùng là mình cũng bước chân qua được C3 rồi mọi người ạ. À. Cũng khá là vất vả đấy. Mọi người thấy cái clip của mình làm nó chỉ vỏn vẹn tầm khoảng nửa tiếng đổ lại để mình farm được 1500 cấp. Hoặc là mình đợi nửa tiếng đổ lại để mình farm được level 750 ở bên C1 để qua C2. Nhưng mà thiệt sự á, mình phải bỏ ra 4 5 tiếng mọi người ạ. À. 4 5 tiếng mình mới gọi là mới có được cái đẳng cấp như vậy, mới bước qua được C3 như vậy chứ không phải là đơn giản đâu mọi người ạ. À. Đây bây giờ mình sẽ hy vọng là mình sẽ được nhường đánh cái pháo đài trên biển. Hình như là khe có đang treo treo du biển nó không để ý. À đúng rồi, mình được nhường đánh cái được cái nó ra đây nè để mình Ali nó vào ha. À không Ali được, nó bên khang này trúng anh thằng này. Trời ơi nó quấn trúng mình luôn rồi mọi người, để mình set ba mới đã. Khang này kêu nó để mình kêu nó nhường boss cho anh. Để kêu nó nhường boss cho mình mọi người ạ. Trời ơi, mới vừa qua là quái quýnh chết rồi. Nó quýnh, nó cầm chém mà nó quýnh mình cái mình gần xỉu thôi. Để kêu nó nhường boss cho mình mọi người ạ. Ây da, lớn lộn với ông này. Ai trời ơi. Để coi thử cái trái đầu tiên khi mình vừa bước qua C3 là cái gì nhé mọi người. Ồ, trái ánh sáng. Em có cần không? Trái ánh sáng. Em lấy không? Em lấy không? Thấy không? À, lấy anh hả? Ok. Bạn này bảo bạn lấy trái ánh sáng. Để mình cho bạn này nhé mọi người. Đây, cái kia rít hết á. Là cái này nè mọi người. Chắc là không biết là mấy bạn nè. À, đây, cái kia rít hết là cái này nè. Đó. Cái đầu người đó kia Red Hat. Đây là kia Red Hat, có lẽ một ngày nào đó hắn ta sẽ được thả ra khỏi nhà tù trong trí óc của mình. Wow. Vô. Sao bờ kia manh em chơi ké hả? Thì em thích chơi sao bờ này em chơi, anh có nói gì đâu. Đây thì chúng ta gọi là mấy bạn coi clip của mình thì biết chắc chắn là đã biết. Ôi mình không đi được tele mọi người ạ. À. Mình chưa đi được tele, mình phải làm nhiệm vụ mình mới ở cổng tele mọi người ạ. À. Mình quên nữa, bây giờ mình chỉ có đi bộ thôi. Bây giờ mình chỉ có đi bộ thôi mọi người. Để mình thử mình qua mình đánh một con boss nữa, có thử coi biết đâu mình may mắn mình rớt được cái món đồ mà thực sự là chúng ta cần thiết ở C3 luôn, cái con boss ở cái đảo đảo cảng á, đảo cảng á mọi người ạ. À. Đấy, con boss ở cái đảo cảng, mọi về đảo cảng vừa chúng ta vừa qua nó có cái kết bạn hả, kết bạn đó ha, thì đây là nick phụ của mình. À, bây giờ chúng ta sẽ đi về cái chỗ mà chúng ta vừa qua nó có con boss đó là nó rớt ra cái mũ phi công ở đây á, là tập cá rất là cần thiết nha mọi người, tập cá rất là cần thiết cái mũ phi công.
tại vì mũ phi công nó tăng tốc độ chạy cho mình mới vừa đạt đẳng cấp 1.500 thôi. À, chắc là mình sẽ không nhận được cái nhiệm vụ boss ở bên C3 đâu, mà chỉ qua mình đánh thử coi, mình thử vận may của mình thôi như thế nào nhé mọi người. Nếu mà ok thì rớt được món đồ như mọi người thấy không, mình lấy được cái kiến đô flamingo, mình đánh đúng một con đô flamingo luôn nha. À, đâu hai con hình như là đúng rồi, đúng hai con, nói một con thì hơi quá, đúng là hai con. Đây bây giờ mình sẽ đánh con boss này nha, mình không có X2 rớt đồ mọi người ạ. À, mình đang suy nghĩ là có nên mua X2 rớt đồ cho cái nick này hay không. Rồi mình sẽ đánh nốt con boss này xong mình sẽ kết thúc cái video nhé mọi người. Đấy. Ồ, nó cũng khá là trâu ở nhà, mình mát điểm kiếm nhưng mà nó cũng khá là trâu đấy. Mình mát điểm kiếm á nha mọi người. Mình có tộc cá V3 đấy nè, mình cũng không sợ lắm. Mình không ngờ là con quái nó trâu như vậy luôn ấy. Ôi giời ơi, mát điểm kiếm đó nha mọi người, mình mát điểm kiếm đấy, 2.400 điểm kiếm đấy. Phải chuẩn thật trâu thế trai. Chết đi. Vậy là không rớt đồ rồi mọi người à. Thôi được rồi thì mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay. Thì hôm nay cuối cùng mình cũng đã bước chân qua được C3 ở cái nick phụ của mình. Thì cái mọi người biết mình làm từ C1, từ C2, từ C3 nó như thế nào. Thì mọi người có thể coi là cái chuỗi nhiệm vụ của mình nhé. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Còn nếu mọi người thích mình xem mà mình làm tiếp về cái chuỗi series mà farm max cấp ở bên C3 thì mọi người có thể comment bên dưới luôn nha. Thì cũng cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian để xem clip mình nhé. Hẹn mọi người những clip sau. Bye bye.